Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, băng cháy là một loại khí hydrat tồn tại dưới dạng hỗn hợp rắn, trong bề ngoài giống như băng hoặc cồn khô, có thể trong suốt hay mờ đục, dạng tinh thể màu trắng, màu xám hoặc màu vàng. Băng cháy bao gồm khí hydrocarbon, chủ yếu là metan và nước, được hình thành trong điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp băng cháy có khả năng bay hơi trong điều kiện bình thường như băng phiến nên nếu không có các công trình nghiên cứu chi tiết và công nghệ khai thác hoàn hảo thì băng cháy có thể là một yếu tố góp phần gây biến đổi khí hậu toàn cầu do khả năng tự bốc hơi trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường khi nguồn năng lượng truyền thống như than đá, than bùn, dầu khí ngày càng cạn kiệt, thì băng cháy với trữ lượng lớn gấp hơn 2 lần trữ lượng năng lượng hóa thạch được xem là nguồn năng lượng có hiệu suất cao, sạch và là năng lượng thay thế tiềm tàng trong tương lai. Chính vì vậy, băng cháy đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia biển trên thế giới. Tuy nhiên, băng cháy có thể là một yếu tố góp phần gây biến đổi khí hậu toàn cầu do khả năng từ bốc hơi trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường và có thể là một dạng tai biến địa chất. Khoáng sản năng lượng mới này dự báo lớn gấp 3 lần tổng tài nguyên năng lượng hóa thạch được biết đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế đã cảnh báo điều nói trên sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu các quốc gia hành động thiếu trách nhiệm khi sử dụng công nghệ lạc hậu trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, bảo quản và sử dụng băng cháy, Biển Đông là một trong bốn khu vực ở Đông Á có tiềm năng về băng cháy, nhưng cũng chỉ đạt cỡ trung bình của thế giới. Ở Việt Nam, gần đây mới có một số công trình nghiên cứu tổng quan về băng cháy trên cơ sở các tài liệu đã có. Thông qua các tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa khí các trầm tích và các tiền đế khác ở thêm lục địa và vùng biển sâu của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác nhiều năm với nước ngoài, các nhà địa chất đã nhận định vùng biển nước ta cũng có triển vọng lớn về băng cháy. Từ năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị khoa học về băng cháy, chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chương trình nghiên cứu đánh giá tài nguyên về băng trái như quyết định 796 ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình nghiên cứu điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Trong một số đề tài nghiên cứu mới đây về băng cháy, các nhà khoa học của Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển và Tổng hội Địa chất Việt Nam đã đánh giá rằng vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tủ đủ điều kiện hình thành băng cháy như độ sâu đáy biển, đặc điểm địa mạo, nhiệt độ đáy biển, trầm tích, nguồn khí, các dấu hiệu địa hóa, địa vật lý, đặc biệt là cấu trúc địa chất, bối cảnh địa chất và một trong các điều kiện tiên quyết là sự xuất hiện của các bể chứa dầu khí sông Hồng, Phú Khánh, Tư Chính Vũng Mây, Nam Côn Sơn, các nhóm bể Hoàng Sa và Trường Sa. Các nhà khoa học của hai đơn vị trên đã đánh giá tiền vọng về băng cháy tại thềm lục địa Việt Nam dựa trên cơ sở đối sánh với thềm lục địa của Nga, khu vực đã được kiểm chứng là có sự tích tủ của băng cháy. Qua phân tích, so sánh đặc điểm cấu trúc kiến tạo, cơ chế hình thành và biểu hiện khí hydrat của thềm lục địa ở Nga với thềm lục địa của Việt Nam, có thể đánh giá vùng thềm lục địa Việt Nam có triển vòng khí hydrat. Từ đó, các nhà khoa học đã đưa ra bốn vùng dự báo để đánh giá tiềm năng về băng cháy, đó là quần đảo Hoàng Sa và vùng kế cận, bể trầm tích Phú Khánh, bể trầm tích Tư Chính Vũng Mây và khu vực quần đảo Trường Sa. Trong nghiên cứu về băng cháy, cần hiểu và đặt đúng vấn đề này với vai trò lịch sử và khả năng khai thác, sử dụng trong bối cảnh trình độ của nền kinh tế Việt Nam. Việc xa đà hoặc đầu tư nghiên cứu một cách ồ ạt, trong khi trình độ khoa học kỹ thuật, nhân lực có trình độ của ta vẫn chưa đáp ứng được có thể sẽ cho hiệu quả không cao. Hơn nữa, Việt Nam cần có một chiến lược về khoáng sản năng lượng biển một cách hợp lý để phù hợp với chiến lược phát triển bền vững biển và hải đảo trong tương lai chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo